lý do One Piece live action gây sốt. Phim One Piece được người hâm mộ chú ý từ khi ra mắt. Dàn diễn viên One Piece tự thực hiện các cảnh quay hành động, luyện tập võ thuật nhiều tháng trước khi ghi hình. Mỗi tập phim có kinh phí khoảng 17 triệu đô, chủ yếu sử dụng bối cảnh thật và hạn chế dùng CGI. Trước đây có nhiều tác phẩm chuyển thể từ manga hoặc anime như Attack on Titan, Dragon Ball Evolution 2009, Death Note 2017 bị chê vì nội dung thay đổi làm mất cốt lõi của nguyên tác. One Piece live action gây tiếng vang nhờ nắm bắt được tinh thần của nguyên tác với kịch bản và tạo hình nhân vật bám sát bản gốc. Nhiều phân cảnh được tái hiện giống anime. Tác giả Oda Ichiro trực tiếp chọn dàn diễn viên và theo dõi quá trình sản xuất. Tác phẩm kể về một thế giới giả tưởng nơi hải tặc thống trị trên biển, đổ xô đi tìm kho báu huyền thoại. Cốt truyện chính xoay quanh hành trình của Monkey D. Luffy, cậu thiếu niên theo đuổi giấc mơ tìm ra kho báu và trở thành vua hải tặc. Bộ truyện tranh gốc đã bán được hơn 500 triệu bản trên toàn cầu với hơn 1.000 tập anime, 15 phim chiếu rạp và 40 tựa trò chơi điện tử. Đây là một trong những thương hiệu có sức ảnh hưởng lớn nhất ngành công nghiệp truyện tranh Nhật Bản. Phiên bản live action One Piece truyền thể từ khoảng 100 chương đầu của manga, phim vượt 18,5 triệu lượt xem sau 5 ngày ra mắt. Diễn viên Iñaki Godoy, người Mexico, tiết lộ trên tạp chí Teen Vogue rằng tính cách hài hước là thứ khiến anh được chinh phục bởi vai diễn Luffy. Ở mảng hành động, Zoro Arata Makenyu để lại nhiều ấn tượng. Anh là con trai của cố võ sư kiêm ngôi sao hành động màn ảnh Sonichiba. Emily Ruff, người diễn vai hoa tiêu Nami của đoàn, cũng là một nữ cao thủ. Nữ diễn viên sinh năm 1993 sở hữu huyền đai của bộ môn Karate Do. Taz Skyla vai Sanji và Jacob Romero vai Usopp đầy nỗ lực. Sanji là nhân vật chỉ chiến đấu bằng chân để bảo vệ đôi tay dành riêng cho việc nấu nướng. Taz Skyla tập luyện từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày cho các cú đá hoàn hảo. Jacob Romero phải học cách sử dụng súng ná cao su để thể hiện kỹ năng của Usopp. Thiết kế sản xuất Richard Greenland cho biết họ phải làm việc ngày đêm và xin lời khuyên từ Paul Cameron, người từng phụ trách quảnh quay trong phim bom tấn Pirates of Caribbean, Dead Man Told No Tales. Cướp biển vùng Caribe, Salazar báo thù và Huff Out, người từng góp phần tạo nên những thước phim Life of Pi, cuộc đời của Pi. Các cảnh dưới nước chủ yếu được quay tại Cape Town, thủ đô Nam Phi. Đoàn phim tái sử dụng các con tàu khổng lồ từ phim Black Souls, cánh buồm đen. Ekip tổ chức hơn 10 sự kiện truyền thông tại Los Angeles, Paris, Jakarta và Tokyo. Họ kết hợp với Zara, Hot Toy UK's HMV để ra mắt áo và mô hình nhân vật.